Hình ảnh của chiến sĩ Costa Sarantidis vào những năm 50, khi ông từ một người lính Lê Dương đã được giác ngộ và đi theo con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 10 năm sống và chiến đấu ở Trung đoàn 803 Liên khu 5, chiến sĩ Nguyễn Văn Lập đã tham gia bắn rơi máy bay địch. Đặc biệt, đồng chí đã cùng du kích nhiều đêm luồn vào đồn bốt địch, vận động được nhiều lính Lê Dương đi theo cách mạng. Khi được giao phụ trách trại tù Hàng Binh ở Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Văn Lập đã giáo dục, giác ngộ, giúp tù binh nhận thức đúng về cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chiến sĩ quốc tế Nguyễn Văn Lập được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3, Huân chương Hữu nghị và Quốc tịch Việt Nam vào năm 2010. Đến tháng 5 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Nguyễn Văn Lập. Những ngày đầu tôi mất ăn mất ngủ, suy nghĩ tôi có xứng đáng không? Nhưng mà tin tưởng cấp trên, nhưng mà những công lao cùng hiền là công hiền công lao của tập thể, cũng phải bản thân tôi. Và từ sáng đến tôi thì kỳ nghĩ của tôi là nghĩ đến những sự hy sinh bạn bè, đồng chí, đồng đội chúng ta không còn. Tháng 8 này là dịp để ông Nguyễn Văn Lập gặp lại những người đồng đội cũ của mình ở Trung đoàn 803, Liên khu 5. Mỗi lần trở về Việt Nam, ông lại thấy đồng đội của mình năm xưa dần thưa vắng thêm. Nhưng kỷ niệm được sống và chiến đấu cùng nhau năm xưa vẫn không thể nào quên trong mỗi người. Tôi đã sống ở nhiều trận, trong đó có trận Hưng An, tháng 4 năm 1948. Anh bắn khẩu 12 ly 7. Như vậy là trong cái trận đó ta tiêu diệt 200 tên Pháp, mà anh là người đã góp phần rất lớn, đã tiêu diệt và đang... Anh bắn như vậy là cái khẩu 12 ly 7 đó đỏ cả nòng súng. Ông Lập á, có một điểm tôi ấn tượng nhất là đến đâu khi nói về trước khi phát biểu thì ông đều là bước lên chào kính cẩn, chào Bác Hồ. Gần 90 tuổi, nhưng người chiến sĩ Hy Lạp vẫn luôn hướng lòng mình về Việt Nam. Đất nước không sinh ra ông, nhưng đã cho ông một lý tưởng cách mạng. Cách đây 2 năm, ông đã viết 2 cuốn hồi ký kể về chặng đường hoạt động của mình. Ông đi khắp thủ đô Athens của Hy Lạp để bán những cuốn sách này nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Hoàn cảnh gia đình tại Hy Lạp không dư giả gì, nên ngoài việc tiết kiệm, ông Lập còn kêu gọi thành lập Hội Việt Kiều Việt Nam Hy Lạp để giúp đồng bào Việt Nam gặp khó khăn. Người chiến sĩ quốc tế này đã trở thành cầu nối giữa người dân Hy Lạp với Việt Nam. Một con người đến từ Hy Lạp xa xôi nhưng đã thấm đậm chất Việt Nam. Những gì mà người chiến sĩ Nguyễn Văn Lập đã và đang làm cho nhân dân Việt Nam đều khiến cho ông thực sự xứng đáng với danh hiệu anh hùng.